Đại đa số tình trường của các bạn là tuyếp phụ nữ nào? Tuyếp phụ nữ của em là ngoan. Ngoan. Xinh. Xinh. Thế thôi. Còn gu của bạn là gì? Của thành là hòa đồng. Hòa đồng. Vui vẻ. Vui vẻ. Thân hình thì gầy gầy giống bà xã vậy. Phải gầy. Dạ. Ờ, vậy là bà dính hết rồi đó. Bà này bà quá vui luôn. Ừ. Bà tới phim trường là chắc là nó rộn phim trường rồi đó. Hòa đồng, vui vẻ và body gầy. Còn tôi là phải thích. Cũng giống bạn. Body phải bốc lửa. Dạ. Yeah. Mặt phải đẹp lộng lẫy. Góc, cạnh, vi lai, vali. Mũi cao rồi. Có nhiều chặt hết à. Ừ, gọt hết đó, gạt chặt gọt hết. Tôi yeah. Tôi mê cái tiếp đó. Mà phải cá tính, mạnh mẽ à. Mà phải điệu. Tôi xàm vậy đó. À, tôi rất là thích phụ nữ là phải mạnh mẽ, cá tính mà phải biết điệu. Không điệu, không biết làm đẹp tôi không thích. Tất cả cảm xúc sẽ có trong chương trình Giải Mã Cặp Đôi, phát sóng 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Đón xem nhé quý vị.